Rồi, hello. Rồi, em chào mấy anh đang xem video ha. Rồi, bên đây bên em tiếp tục muốn giới thiệu với các anh dòng xe này nha, dòng xe Harley ha. Đó, mình mới về được em này rất là hiếm nha các anh. Trên thị trường rất là ít xe. Em này là Super Harley 170 máy V nha các anh. Đó, dòng máy V là hình chữ V nha. Đó, hai máy hai bô một bên. Đó, nó rất là đẹp nha các anh. Mẫu mã rất sang trọng. Màu vàng đen nha các anh nha. Rất là đẹp. Phối hai màu quá là tuyệt vời nha mấy anh. Vành đúc nha. Đời 2013. Biển số Sài Gòn, hải quan chính ngạch chính chủ. Sang tên toàn quốc nha các anh. Con này đời rất là cao nha các anh. Đời cuối của dòng Super Harley luôn nha. Vàng inox, vàng lông, vàng áo, nói chung mới can span luôn nha các anh nha. Không có một vết nào để che hết. Đây biển số Sài Gòn 59X2 31595. Biển số cũng khá là đẹp ha. Xe xài đồng hồ điện tử, tay lái ngang, vành đúc. Đó, vành cây nha các anh. Hai đĩa một trước một sau. Tem lửa nha các anh. Đời mới nha, mới nhắc qua Super luôn. Đây là đời cuối cùng của dòng Super Harley. Đây, máy móc đây các anh. Soi gương được hết nha mấy anh. Mới kít kình kít luôn. Máy móc thì em ru bà ru nha mấy anh nha. Dòng máy V nó nổ rất là hay. Cái dòng này nó nổ tiếng máy đặc trưng của dòng máy V. Cho nên em nghe tiếng máy ở ngoài nó rất là tuyệt vời. Nghe sướng tay lắm nha mấy anh nha. Mọi chi tiết lan can. Xe hải quan chính ngạch chính chủ nha mấy anh nha. Sang tên rút gốc toàn quốc. Nó quay đó bên em bao. Anh khỏi lo về vấn đề đó ha. Đây dòng hai máy V đây nha các anh. Rất là đẹp. Nó soi mặt được hết mấy anh ơi. Mới lắm nha. Anh em thấy không? Mọi chi tiết trên xe đều hoàn hảo nha các anh. Đèn còi xi nhan các thứ đầy đủ, không thiếu món gì hết. Mua về chép xăng và chạy thôi nha. Dòng này là Super Harley 170 xài bằng lái A1 bình thường nha các anh. Các anh đừng có hiểu lầm là dòng này hai máy thì xài bằng A2 thì không có phải đâu nha mấy anh nha. Em này 170 thôi, nhưng mà nó dòng hai máy V, nó chỉ xài bằng A1, tại vì trên 175 mới bằng A2 nha mấy anh. 170 thì vẫn còn bằng A1 thôi, mình giữ bằng chạy bình thường không sao hết. Đó, rất là tiện lợi chỗ này nha. Bằng A1 nhưng mà chạy được một em máy V và cái body nó đẹp như này thì rất là tiện lợi nha các anh. Máy móc nguyên zin, đầu nồi chưa đụng chạm, zin 100% máy nha các anh nha, mới can luôn. Đó, em thấy không, rất là tuyệt vời. Mẫu mã rất là đẹp. Dòng này mấy anh có gọi hỏi rất là nhiều. Trước em có một con em bán rồi, nhưng mà mấy anh cứ điện hỏi hoài luôn nha. Rồi, hôm nay mới được về được một em tiếp theo. Cực kỳ trang. Muốn giới thiệu với các anh em nào thích dòng máy V Super Harley thì alo liền cho em ha. Đây là cái gác chân của nó gấp mở được rồi nha các anh. Đi đường xa thoải mái luôn. Máy móc thì thấy mình test sau nha các anh. Super 170 cà vẹt vẫn đánh Super Harley 170 nha các anh. Cà vẹt là nó đánh ở đây. Tên xe của nó ở đây là cà vẹt. Tên xe sau thì cà vẹt đánh như vậy nha. Quá là đẹp nha mấy anh. Máy móc thì khỏi bàn. Đây tí mình test máy liền cho các anh nghe. Chạy rất là bốc nha mấy anh. Quá đẹp rồi mấy anh ha. Rồi mình tới dòng máy nha. Đó, đồng hồ điện tử nhích nhẹ là nổ thôi.
đó, nó đang nổ máy nha các anh. Rồi giấy tờ thì hải quan chính ngạch chính chủ biển số Sài Gòn mình đang đứng tên, anh em nào mua thì cái giấy qua ủy quyền, cái giấy mua bán hoặc rút hồ sơ, anh em ở xa thì mình hỗ trợ rút hồ sơ gốc luôn cho nha, về nhập ra tên thôi, không vấn đề gì hết. Anh em ở xa thì cứ chuyển khoản đủ mình sẽ chuyển xe, và anh em chỉ cần chụp chứng minh và hộ khẩu gửi cho mình qua Zalo, mình sẽ rút gốc cho anh em. Đó, cái vấn đề đó thì anh em khỏi lo. Này các anh, em ru luôn ha, máy thuê này nổ rất là hay. Bye.